Tại FTT Laser thì một trong những chính sách bảo hành khá nổi bật của bên mình đó chính là bảo hành thay da trong trường hợp áo da của khách bị rách. Bước đầu tiên bên mình sẽ tháo cái đường chỉ may trên áo da. Đây có thể nói là công đoạn mất khá nhiều thời gian. Bên mình phải cẩn thận là tháo từng đường chỉ may một, và khi mà đưa cái kéo bấm chỉ thì cũng không được ảnh hưởng đến cái bề mặt của tấm da. Các trường hợp rách áo da thì thường là khách hàng sẽ bị ngã xe, hoặc là những khách hàng là đi lại thì móc vào những vật sắc nhọn, ví dụ như là hàng rào. Tại FPT Laser thì bảo hành thay da cho những cái chiếc áo da bị rách như này thì cũng khá là hãn hữu. Đặc biệt với những cái sản phẩm như là áo da bò, da dê là sản phẩm khả năng chịu được va quệt, thì những cái sản phẩm áo da bò hay da dê bị rách thì cũng rất là ít. Bước thứ hai là sau khi cắt đi toàn bộ đường chỉ thì các bạn sẽ cẩn thận là tháo miếng da bị rách ra khỏi áo. Thì đến giai đoạn này vẫn phải sử dụng kéo bấm để mà tháo chỉ một cách rất là cẩn thận. Công đoạn cắt chỉ và tháo da là công đoạn mà tốn thời gian và yêu cầu sự cẩn thận nhất trong cái quá trình mà thay da cho áo da. Anh em có thể thấy là tấm da sau khi được tháo chỉ một cách rất là cẩn thận thì tấm da khá là nguyên vẹn. Trong trường hợp anh em có hỏi thì cái áo da trên video là áo da cừu nhé. Thứ ba là mình sẽ chọn cái tấm da cùng màu với cái sản phẩm áo da để mà thay cho khách. Sau mỗi một lô sản xuất thì bên mình luôn lưu trữ khoảng 10% lô hàng đấy để mà trữ da, để mà thay cho khách cho những cái trường hợp mà phải thay da. Việc lựa chọn tấm da thay thế thì cũng khá là cẩn thận, tại vì kể cả cùng là da cừu màu đen đi chăng nữa thì nó cũng phải là tương đồng về cái vân da cũng như là sắc tố của màu đen, để khi mà thay lên cho khách hàng thì sẽ không nhận thấy sự khác biệt. Công đoạn tiếp theo là sẽ phải cắt lại tấm da đó và may lại áo cho khách. Sau khi may xong thì các bạn sẽ phải kiểm tra lại áo. Thì anh em có thể thấy là cái tấm da sau khi may xong thì mặt lưng áo nó vẫn rất là liền lạc và không nhận thấy cái sự khác biệt. Đối với chính sách là sửa chữa áo da bị rách thì trong vòng 2 năm khách hàng có thể là được miễn phí thay một miếng da đối với cái sản phẩm áo da mua tại FTT Laser. Trong trường hợp mà cái vết rách mà nó tràn ra hai miếng da thì bên mình sẽ trợ giá lên đến 70% đối với miếng da thứ hai nhỏ hơn. Đối với các sản phẩm áo da đã sử dụng từ 2 năm trở lên thì bên mình vẫn hỗ trợ dịch vụ là thay da cho áo da và trợ giá lên đến 50%. Và bước cuối cùng của quy trình là bên mình sẽ vệ sinh bảo dưỡng toàn bộ bề mặt da cũng như là bàn giao lại cho khách hàng. Hy vọng thông qua video này khách hàng sẽ hiểu hơn về quy trình bảo hành thay da cho các sản phẩm áo da bị rách tại FPT Laser. Cảm ơn khách hàng đã ủng hộ FPT Laser trong những năm vừa qua.